Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ. Một dòng xe mà form dáng thể thao, nhìn khá là nhỏ gọn và form dáng rất là đẹp. Đó là một chiếc Kia Carren đời 2010. Một chiếc xe màu đen số sàn 7 chỗ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ quay chi tiết toàn bộ tổng thành thân vỏ, dàn đồng và nội thất cho quý vị và các bạn cùng tham khảo và lựa chọn. Thì đối với dòng Kia Carren này thì nó có khá nhiều phiên bản, số sàn, số tự động và bản 1.6 cũng như là bản 2.0. Thì bản 2.0 nó là bản xe có đầy đủ về cửa nóc. Nhưng tuy nhiên thì đối với bản 2.0 thì nó về độ tiêu hao nhiên liệu nó lại nhiều hơn so với bản 1.6. Thì đây là một chiếc xe Carren đời 2010 bản lợi ích bản đủ 1.6. Và đây là toàn bộ phần đuôi này. Thì chiếc xe này hiện tại mới về tại salon và đã được cho đi sơn tỉa, đánh bóng cũng như là dọn dẹp về gầm bệ, máy móc. Để khi quý vị và các bạn lựa chọn chiếc xe này về thì chúng ta hoàn toàn lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Quý vị có thể thấy thì về sơn xi rất là bóng như thế này. Đây toàn bộ lốp này. Đây lốp rất là mới. Đây là răng đúc. Toàn bộ hệ thống pha đèn này đời 2010 và nó đã là đèn bi. Đó, toàn bộ hệ thống mặt ca lăng và lưới tản nhiệt. Một chiếc xe biển 88 Vĩnh Phúc với đăng kiểm dài đến cuối năm 2020. Đó, đây. La răng được thiết kế 5 lan hình cánh sao và la răng đúc, cả 4 lốp rất là mới. Và tôi sẽ quay luôn cả phần gầm. Y gầm bệ rất là cao và đây là toàn bộ gầm này. Toàn bộ gầm. Thời tiết hiện tại đang là mùa đông nên là nó sẽ không được sáng cho lắm. Đây toàn bộ cua lốp này. Và toàn bộ gầm đây. Lốp treo ở dưới gầm, lốp phụ. Toàn bộ hệ thống đèn hậu đuôi này. Carren. Đó. Một mẫu xe 7 chỗ. Đây là toàn bộ nội thất. Chúng ta thấy 7 chỗ nhưng là ghế 5+2 như hai hàng hai chiếc ghế cuối cũng khá là rộng rãi, với người lớn thì ngồi cũng vẫn là thoải mái. Đây. Toàn bộ trần nỉ nguyên bản này. Đó. Đây toàn bộ da ghế này. Da ghế là da xịn và da được thiết kế hai màu, màu sữa sai màu đen. Đó, đây. Toàn bộ tam ly này. Tam ly da. Chiếc xe này là chính chủ tư nhân, không qua dịch vụ taxi nên là gầm bệ máy móc rất là tốt. Đã được kiểm tra cũng như là test chạy cung đường dài. Đây toàn bộ mặt táp lô và được thiết kế đầy đủ, độ thêm màn hình DVD, hệ thống cam lùi cũng như là củ số. Đây. Củ số rất là đẹp về toàn bộ phần da cũng như là phần mạ bạc và số rất rõ ràng như thế này. Đối với những chiếc xe mà đã qua dịch vụ thì không thể giữ được một chiếc củ số đẹp như thế này. Đây toàn bộ mặt vô lăng này. Đó. Chiếc xe bản 1.6. Thì đối với bản 2.0 là bản full, bản đủ nhất thì nó sẽ đầy đủ hơn so với bản 1.6. Nhưng tuy nhiên thì bản 1.6 này nó sẽ lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó, so với bản 2. Đây toàn bộ khóa cửa rất là sáng. Toàn bộ tất nông này. Đó. Gương kính chỉnh điện đầy đủ và gương kính chỉnh điện tam ly và đặc biệt keo chỉ nguyên bản, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước cho chiếc xe này. Đó. Toàn bộ trần. Đây. Về phần điều hòa. Đó, điều hòa tự động, điều hòa auto. Tất cả tam ly cửa được thiết kế rất là khỏe khoắn với một form dáng đẹp. Một chiếc xe đời 2010 thì với tầm giá hơn 200 triệu thì quý vị và các bạn cùng tham khảo để lựa chọn, có thể về chạy gia đình hay là chạy thêm dịch vụ đèo ồn. Đó, chạy vào mùa đông hay là chạy vào dịp Tết sắp tới, ngồi được nhiều người, 7 người mà giá nó chỉ rơi vào khoảng 225 triệu cho chiếc xe này. Đó. Và đối với hệ thống phanh tay thì chiếc xe này được thiết kế dưới chân.
Đó, nó không còn là phanh tay nữa, nó là phanh chân. Đó, thả hãm. Đó. Kể cả là ghế lái cũng như là ghế phụ, da rất là xịn và căng, hoàn toàn không bị rách. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy. Thì như tôi đã nói thì chiếc xe này mới được sơn tỉa đánh bóng và dọn rửa khoang máy rất là sáng. Đây toàn bộ máy này. Đó, da máy hay là cổ xả và phần nỉ khoang máy đều còn nguyên. Toàn bộ phần răng này. Đây, máy. Một chiếc xe 1.6 thì đối với chiếc 7 chỗ này thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình sẽ rơi vào khoảng 7 cho đến 8 lít xăng 100 cây. Toàn bộ hệ thống tai đèn và toàn bộ phần răng cũng như là keo chỉ lắp cabo. Lắp cabo nguyên bản Togo Kia này. Đó, toàn bộ keo chỉ. Bảo hành về đông đụng cũng như là ngập nước nên hoàn toàn quý vị và các bạn yên tâm. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Kia Carens đời 2010 7 chỗ số sàn 1.6 và có giá 225 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, có thể đến trực tiếp salon ô tô Mạnh Hoài, đối diện Ủy ban Nhân dân xã Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên, hoặc gọi tới 3 số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.